101 ngày quạt cho bà. Bà ơi, bà dậy uống thuốc đi cho đỡ ho ạ. Bà ơi, bà nhanh khỏi bệnh nha. Bây giờ cháu đã lớn, từ nay trở đi cháu sẽ đi kiếm củi để lấy tiền mua thuốc cho bà. Ruộng lúa nhà mình sắp thu hoạch được rồi, cháu sẽ nấu cơm cho bà ăn. Bà nhanh khỏe nha bà. Bà sắp khỏi rồi. Cháu đừng lo. Thấy là bà sắp được ăn cơm trắng, không còn phải ăn củ mài nữa rồi. Cái gì thế? Sao khói lại bốc lên thế kia? Trời ơi, ruộng lúa của mình đã cháy thành tro, biết lấy gì cho bà ăn bây giờ? Hỡi cậu bé kia. Ông là... Ta là Bụt đây, làm sao con khóc? Hơi, ông Bụt, ông ơi, bà con đã già yếu lắm rồi. Con đã lớn nên con đã cày cuốc đêm ngày chăm sóc cho ruộng lúa. Thế mà sắp đến ngày thu hoạch rồi thì lửa cháy theo đuổi hết. Con buồn lắm, cả đời bà cháu con gian của mày, những tưởng từ nay. Thế mà lửa theo đuổi hết rồi, con biết lấy gì cho bà con ăn đây? Con thật là một cậu bé hiếu thảo. Được, ta sẽ cho con một điều ước, con hãy ước đi. Thưa Bụt, con chỉ mong bà con không bị đói, bà con già yếu lắm rồi. Được, ta sẽ cho con được toại nguyện. Ôi, ông Bụt, ông đâu rồi? Ông bảo sẽ cho con được toại nguyện mà, ông đâu rồi? Mùi gì thơm quá, ngon quá, mình phải đi tìm xem mới được. Đây là củ gì mà thơm vậy? Thơm quá, củ này chắc ăn được. Ôi, thơm quá, ngon quá. Mình chưa bao giờ được ăn củ gì ngon thế này. Chắc ở dưới và xung quanh vẫn còn nhiều lắm. Mình phải tìm, mang về cho bà ăn mới được. Thế là bà mình không phải nhịn đói rồi. Đây là cây gì nhỉ? Sao nhìn lạ vậy? À, thì ra là cây này. Nhất định là nó rồi. Mình phải mang cây này về trồng mới được. Bà ơi, cháu vừa nhìn thấy một loại củ rất thơm ngon. Bà ăn đi cho khỏe. Vậy hả cháu? Bà ăn đi ạ. À. Bà ơi, củ này ngon không ạ? Ngon cháu ạ, rất thơm, bùi mà ngọt nữa. Bà ăn vào mà thấy khỏe cả người. Nhất định thứ của này là do ông Bụt ban cho người nghèo chúng ta. Lát cháu hãy đi chia cho mỗi nhà một ít, rồi đi tìm thêm thứ cây quý đó, trồng ở khắp bìa rừng, bìa suối, để mọi người nghèo cũng có cái để ăn. Vâng ạ. Thứ củ được cậu bé phát hiện ra có vị thơm ngon, ngọt bùi. Cho đến bây giờ, thứ củ ấy vẫn được nhiều người ưa thích. Và chúng ta vẫn thường gọi đó là củ khoai lang. Tèo và Tí. Anh Tèo ơi, xuống tắm đi, mát lắm. Anh phải đi chăn trâu bây giờ. À, tại anh không biết bơi chứ gì. Anh xuống đây đi, em dạy bơi cho anh. Không sợ đâu. Có cái gì mà sợ? Chẳng qua là anh phải đi thả trâu bây giờ thôi. Trâu no cền thế kia, cho ăn làm gì nữa. Xuống đây, bọn ta không dìm đâu. Chúng mày cứ tắm mà không cột trâu lại, nó mà ăn lúa nhà tao thì đừng có trách. Anh xuống đây đi, em bắt chuồn chuồn cho cắn rốn là anh biết bơi ngay. Chúng mày thích thì cứ bơi đi,
Tao không biết bơi thì cũng chẳng làm sao. Tí, trâu của mày ăn lúa nhà tao rồi, lần này đừng có mà xin tha nữa nha. Anh Tèo ơi, anh Tèo, anh Tèo, em xin lỗi, cho em xin lại con trâu đi. Không xin xỏ gì hết. Em xin anh, không dắt trâu về, bố mẹ em cho ăn đòn mất. Bỏ tay ra, ai bảo mày thích trêu tao không biết bơi, hôm nay tao cho mày mất trâu luôn. Em xin lỗi. Tránh ra. Anh ơi. Ai bảo dám coi thường mình. Lần này cho thằng Tí khóc hết nước mắt cho bỏ tức. Con trâu nhà ai đấy con? Dạ, đây là con trâu nhà thằng Tí bố ạ. Nó ăn lúa nhà mình nên con đem về đây. Trời ơi Tèo, sao con lại làm thế? Con có biết đối với nhà nông như chúng ta, con trâu đáng giá thế nào không hả? Bố, nhưng nó ăn lúa nhà mình mà. Vậy thì con phải bảo với bố để bố nói chuyện với chú Tư chứ. Chuyện này có gì to tát đâu mà phải giữ trâu nhà người ta. Nhưng... Không nhưng gì hết. Mang trâu sang trả cho em Thí ngay. Từ nay con không được xử sự như thế nữa, nghe chưa? Con không dắt. Nó là người sai, nó tự sang mà dắt về đi. Thằng Tí đáng ghét. Tất cả là tại nó. Tại nó mà mình bị lũ bạn chê cười. Tại nó mà mình bị ba mắng. Mình ghét nó. Nhà thằng Tí. Được rồi. Cứu, cứu, cứu bơi, cứu, cứu, cứu bơi. Tí ơi, anh xin lỗi, tại anh không tốt, em mau tỉnh lại đi. Tí, Tí ơi. Anh Tèo, đừng có la em mạnh như thế. Tí, em tỉnh rồi, may quá. Tí ơi, tha lỗi cho anh. Tất cả là tại anh. Đúng, tất cả là tại anh không biết bơi nên hại em suýt chết đuối đấy. Nếu anh biết thế thì ngày mai theo em học bơi đi nha. Đồng ý, đồng ý. Hàng rào nhà hàng xóm. Ê, bức tường đổ rồi, giờ phải xây lại thôi bà ạ, chứ không thể để trống huơ trống hoắc thế này được. Để tôi gọi xe gạch đến, mai tôi với ông đào móng rồi làm luôn hen. Này ông Phúc, ông làm thế này là không được. Tôi xây tường nhà tôi thì ảnh hưởng gì đến nhà ông mà ông bảo không được. Ông nhìn lại đi, ông đang đào móng lấn ra phần con hẻm để đi lại. Ông xây tường thế này thì còn đi kiểu gì nữa? Con hẻm là đất của nhà ông hay sao mà ông giữ? Ông đừng chỉ biết có nhà mình như vậy. Không phải đất nhà tôi, nhưng nếu làm thế này thì còn lối nào cho mọi người đi nữa chứ? Tôi không đồng ý ông sẽ lấn ra lối đi chung như thế. Ông nên biết điều thì tốt hơn. Đường đi chung mà, sao ông lại làm như thế? Tức chết đi được. Bây giờ tính sao hả ông? Kệ ông ta không dám làm gì đâu. Mình cứ xây thôi. Bà mau gọi chú Công về đây. Chú ấy là cán bộ trên tỉnh, lời nói cũng có trọng lượng hơn tôi. Ý ông là sao? Nhà ông Phúc làm tường rào mà lấn hết cả con hẻm đi lại là sai rành rành ra rồi. Nhưng tôi nói ông ta không sợ đâu. Chú Công lại khác. Chú ấy là người có chức tước,
có tiếng nói ở cái làng này. Chú ấy nói họ sẽ sợ mà rút lui. Ừ, đúng rồi, để tôi gọi cho chú ấy cho. Này ông, chú Công bình thường bận thế, sao tự dưng lại về? Không lẽ chú Công về vì chuyện xây tường rào nhà mình? Có thể lắm, bà xem kìa. Kệ họ, tưởng là cán bộ mà mình sợ à? Việc mình cứ làm. Em cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng, có mỗi việc này mà anh chị gọi em về gấp sao? Chuyện đất đai sao lại là chuyện nhỏ được? Việc nhà ông Phúc lấn hết cả con hẻm là chỗ đi lại như thế đâu có được. Con hẻm mọi người đi lại đang rộng rãi là thế, nay tự nhiên bị lẹm nhỏ đi. Đường là đường chung, chứ có phải của nhà ông ta đâu mà chiếm dụng bừa bãi thế được. Việc này đúng là nhà bác Phúc có sai. Ờ, sai quá đi chứ. Nhưng mà biết làm thế nào được. Hai nhà ở cạnh nhau, có gì thì anh chị cứ dùng tình làng nghĩa xóm mà khuyên bảo. Chứ anh chị đã nói hết nước hết cái rồi, nhưng bên đó đâu có nghe. Mà cái ông Phúc này, trước nay cũng là người biết điều lắm, nay sao lại cứng đầu đến thế chứ. Ừ, vậy thì chỉ còn cách này anh chị ạ. Bác Hoan, nhà bác làm gì thế? Sao lại dựng lại hàng rào vào trong? Vâng, vợ chồng tôi quyết định dịch hàng rào vào trong một chút, chừa lối đi lại cho bà con. Đường bé quá, xe cộ đi lại nguy hiểm chú ạ. À, bác nói đúng quá, ai cũng nghĩ được như bác thì chả mấy mà làng ta lên làng văn hóa. Ừ, ông à, tôi thấy ngại với nhà bác Hoan và hàng xóm quá. Hay là... Này ông, ra mà xem, nhà bác Phúc lắp cái móng tường cũ lại rồi, bác ấy đào một cái móng mới, dịch vào 3 tấc kìa. À, thế hả, để tôi ra xem. Ê, bác Phúc, bác làm thế là phải lắm, giờ con đường này đã rộng rãi, thoáng đãng, tha hồ đi lại, chắc bà con quanh đây mừng lắm. Thì tôi cũng là nghĩ cho tình làng nghĩa xóm nên mới... Thế là tốt rồi bác ạ. Bà về lấy dụng cụ ra đây, tôi với bà giúp các bác ấy một tay. Vâng, nhất trí. Từng phút giây kỳ diệu. Cô thông báo với cả lớp, ngày mai chúng ta sẽ có buổi ngoại khóa. Chúng ta sẽ đi đâu ạ? Cả lớp sẽ vào rừng khám phá cảnh vật thiên nhiên. Sau đó, mỗi bạn sẽ viết một bài cảm nhận thật hay về chuyến đi và nộp lại cho cô nhé. Vâng ạ. Thưa cô, thế bạn Phương có đi cùng chúng ta không ạ? Phương, chỉ ít hôm nữa là em sẽ được chuyển sang trường khác rồi. Em có muốn đi dã ngoại với cả lớp không? Đường rừng rất khó đi. Em có muốn nghỉ ngơi ở nhà cũng không sao. Cô sẽ miễn bài cho em. Thưa cô, em rất muốn trước khi chuyển sang học ở trường đặc biệt, được đi chơi cùng với các bạn lớp mình một lần nữa. Cô cho em đi nha, em sẽ nhờ anh trai em đưa đi, để không làm phiền mọi người ạ. À, thôi được, vậy ngày mai cả lớp sẽ cùng đi nhé. Cứ tưởng trong rừng có gì hay, hóa ra chẳng có gì ngoài mấy cái cây gỗ to. Ừ nhỉ, tớ cứ tưởng cảnh vật trong rừng phải đẹp như trong truyện cổ tích ấy chứ. Thế này thì có gì mà viết bài thu hoạch nhỉ? Ê, các cậu nhìn kìa. Cái Phương ngốc nhỉ, cô giáo cho nghỉ ở nhà mà còn không thích. Đi vào rừng, mình còn chẳng thấy gì đẹp thì Phương sao thấy được gì mà làm bài chứ. Mình mà như Phương, mình sẽ ở nhà cho khỏe. Các em không đi khám phá xung quanh hay sao? Cô ơi, chúng em đi mãi mỏi chân quá, nên đứng nghỉ chút xíu ạ. Các em nghỉ một lát rồi qua đằng kia nghe bác quản lý khu rừng giới thiệu về thế giới động vật thực vật ở đây nhé. Dạ. Em sao thế Phương? Anh có nghe tiếng gì không? Có tiếng chim non ríu rít quanh đây.
Ồ, đúng là có một tổ chim, chim mẹ đang mớm mò cho chim non. Anh để em ngồi yên một lát nhé, anh đi ngắm cảnh rừng đi. Để em ngồi một mình anh không yên tâm, anh sẽ ở lại cùng em. Em sẽ ngồi yên ở đây, anh cứ đi tận hưởng cảnh rừng, rồi lát quay lại đón em cũng được mà, em không sao đâu. Thôi được, anh sẽ đi quanh đây, đừng có đi lung tung đấy nhé. Ôi chao, không gian mới tuyệt làm sao. Cô đã chấm điểm bài thu hoạch sau chuyến đi dã ngoại của các em. Kết quả khiến cô rất thất vọng. Phần lớn các em đều viết rất hời hợt, như thể chưa từng vào rừng vậy. Mai, em có thể cho cô biết lý do tại sao không? Dạ, thưa cô, sự thật là em và các bạn đều không thấy rừng có gì thú vị đáng nhớ cả. Đúng đấy ạ, vào rừng chán lắm cô ơi. Cô không nghĩ như vậy, vì trong lớp ta có một bài viết rất xuất sắc về buổi dã ngoại. Là ai thế nhỉ? Đó là bài viết của Phương. Phương, cô nghĩ em nên chia sẻ cảm nghĩ của mình cho các bạn cùng nghe. Thưa cô, mắt em ngày càng kém đi. Giờ em không còn nhìn thấy mọi thứ bằng mắt thường nữa. Vì vậy, em đã tập cảm nhận thiên nhiên bằng tất cả các giác quan mà mình có. Em cảm nhận được những tia nắng vàng ươm xuyên qua từng kẽ lá và nghe được tiếng cựa mình của những nụ hoa đang chờ được bung nở, tiếng chim hót trên cành cây và cả mùi thơm của rừng cũng là những điều thật tuyệt vời. Đối với em, mỗi phút giây trong đời đều thật sự quý giá, vì vậy em không muốn bỏ lỡ điều gì cả. Tốt lắm, em ngồi xuống đi. Phương, em đã không chỉ cảm nhận sự sống xung quanh mình bằng các giác quan mà còn bằng cả trái tim mình. Hãy nhìn và cảm nhận mọi thứ thật kỹ để cuộc sống của chúng ta luôn ngập tràn những niềm vui và mới lạ, các em nhé. Vâng ạ. Mẹ kế. Khoan, cha cháu bị tai nạn xe, đang hấp hối. Mau đi nhìn mặt cha lần cuối đi. Cha, cha ơi, cha đừng bỏ con mà cha. Tội nghiệp con bé quá, không biết rồi đây sống với mẹ kế thế nào. Đến giờ đi học rồi, dậy mà đi đi. Dì ơi, con nhớ cha lắm. Con không muốn đi học hôm nay. Dì cho con nghỉ học thêm mấy buổi nữa được không? Không được, nghỉ học thì cha cũng có sống lại được đâu. Mau mà đi học đi. Trước đây, khi cha còn sống, dì không bao giờ nặng lời với mình như thế. Cha con mất rồi. Từ bây giờ, con phải tự làm mọi việc, như giặt giũ, quét dọn nhà cửa. Một mình dì không thể kham hết việc được. Em con thì còn nhỏ, lại hay bệnh. Dạ vâng, học hành thì con phải cố mà đứng đầu lớp, nếu không người ta lại đổ tiếng ác cho dì. Trời ơi, sao bây giờ dì ăn nói khác thế không biết. Con đẻ của dì thì dì thương, dì xót, lúc nào cũng coi là bé bỏng. Còn mình... Mẹ ơi, cha ơi, sao cha mẹ lại bỏ con? Cha mẹ ơi. Khổ thân con bé, mất cả cha lẫn mẹ, thiệt thòi quá. Con đừng gục ngã con nhé. Học hành kiểu gì thế này? Thế này thì chỉ có mà đội sổ thì có. Con xin lỗi dì. Mình phải cố gắng học để thoát khỏi cái nhà này. Mình không thể mãi ở đây được nữa. Tiền cho con ăn học, dì đã ghi chép cả vào trong cuốn sổ này. Liệu mà học hành cho tử tế, sau này đi làm phải trả dì đấy. Mình thực sự không muốn trở lại nơi này. Nó để lại nhiều nỗi buồn trong lòng mình. Nhưng còn món nợ kia, mình phải trả dì thôi, không thể không về.
Huân, có chuyện gì thế? Nhà cửa sao vắng vẻ thế này? Gì đâu em? Mẹ mới mất một tuần rồi chị à. Trời ơi, sao lại có chuyện đó được? Sao chị không hay biết gì? Mẹ bị cảm đột ngột, nhưng không cho em báo chị, sợ ảnh hưởng đến buổi bảo vệ tốt nghiệp của chị. Mẹ dặn em đưa cái này cho chị. Hoa, chắc con giận mẹ lắm vì đã luôn mắng mỏ, nặng lời với con, tỏ ra không thương yêu con. Nhìn những lần con khóc tủi thân, mẹ đau lắm, đau hơn con gấp nhiều lần, nhưng buộc phải làm thế. Mẹ muốn con mạnh mẽ, cứng cỏi hơn lên để mà trưởng thành. Giờ đây, mẹ có thể yên tâm mà đi gặp cha con rồi. Trời ơi, hóa ra đây là cuốn nhật ký của dì. Vậy mà dì nói là cuốn sổ nợ. Mẹ nói đưa cái này cho chị. Chị mới đi làm, chắc sẽ phải chi tiêu nhiều. Cả đời mẹ cũng chỉ dành dụm được ngần này. Mẹ, xin mẹ hãy tha lỗi cho con. Con thật nông cạn, đã không thấy được tình thương bao la của mẹ. Mẹ cả đời hy sinh, lo lắng cho con mà không thể hiện ra. Con nợ mẹ cả đời này. Mẹ ơi, hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.